Báo cáo các bác, lại là chuẩn bị có em tùng ngon này. Bây giờ là em tùng ở nhà sẵn ngoài vườn đấy, nhưng mà đây cốt chậu cũ đây em vừa mới nhấc bỏ cái chậu cũ đây, vẫn nguyên cái khối khuôn này. Tùng thì sống thì tùng khối sống khỏe lắm các bạn này, khô cằn như này mà nó sống này. Ôi rồi mà vẫn cứ xanh mướt. Thì nhấc sang cái này cho rộng rãi và nó cũng hợp với cái chiều đổ của cái tùng này hơn, cái tùng siêu. Tùng thì chơi trực đẹp nhưng mà dáng khác nó cũng đẹp không kém. Bác nước ngoài chơi tùng rồi mà. Thì hôm nay thì cảm giác nó rất là thành công. Mình vừa kinh tế mà mình không phải mua, không phải mất tiền mua mà lại nhặt được ra vườn, cứ bới bới những cây ngày xưa mình dâm, mình vù lấp hoặc là mình quăng quật ngày xưa, thì bây giờ là nó đã có tay cành và được vào cắt rồi thì nó rất là vui. Ví dụ như có được cây nhãn, cây mai sư thủy. Cây nhãn đẹp chưa? Cây nhãn con nhỏ nhỏ. Cây mai sư thủy thì vừa mới để xuống cái gốc ổi này cho nó mát, vừa thay đất mà. Còn cây tùng này thì nó khá là ổn, dáng dấp đẹp, thì cho nó sang đây cho nó bày trí lên cho nó rực rỡ. Cây khá hay đấy chứ. Đấy, bây giờ làm các bác nhé. Có cây sẵn này mà cũng phải đi mua. Ủng lên được cây. Đắc sang này. Đấy. Các bác thấy cái chậu xấu xấu của nó hợp đúng không? Hợp với cái cây. Trước nó cũng có hình cái chậu như kia nhưng mà nó bé quá. Nhưng mà cái này tùng nó lớn rồi. Chuyển nó sang đây. Đấy, thì vừa nãy tôi chặt vào ít bầu để lùi nó ra mà. Chứ thực tế chẳng thay đất gì đâu, cũng xanh mướt thôi. Ai gọi bố đây? Hả? Đấy, đất cho vào phân. Rồi. Cho đất vào. Cười nhỉ. Đấy, vùi lấp qua thì xin lỗi các bác là trồng nó lôm côm, nhưng mà thời tiết nắng lắm, bây giờ mà rũ ra trồng thì ra đi ngay, bởi vì mình không ở quê mà không chăm ở đâu, cứ nhấc nguyên cái bầu nhấc sang cái cây. Thứ nhất là nó không bị yếu, thứ hai là cái nắng nó không bị chết, thứ ba là đấy cây nó vẫn đang phát triển rất là tốt, không vấn đề cả. Đấy, chuyển sang cái chậu này tí, đi tưới là tí thôi. Đấy, hôm nay được lấy cây ưng quá, cây nhà lá vườn mà ưng quá. Đấy các bác nhìn này, đất nó khô như thế là ném chó chết đấy, nhưng mà này nó vẫn cứ xanh tốt, nó nảy nở thôi. Tôi cứ để tự nhiên cây này là cứ để tự nhiên, nó cứ bởi nó đã siêu như này rồi, đang siêu này. Ngày xưa có những vết bể gập nó rất là kinh điển đấy, nhưng mà đấy nó đang rậm, nó đang che mất rồi, thì bây giờ nó cứ ra là tự nó là xuống thôi, tôi cũng chẳng cần phải uốn nắn gì cả, nó có cái form rồi. Đấy, cái cây mà nó ổn định rồi đấy, như vậy. Đấy, đứng ở dưới này nhìn lên này. Này, bệ biếc đây, bệ đây. Bệ lên đây, bẻ gập đây, các bác nhìn những đường gập của nó giống khắc nghiệt, bên này nhìn thì dễ hơn, nó khắc nghiệt không, các bác nhìn này, bẻ tùng này đâu có đơn giản. Đấy, khắc nghiệt không, khắc khổ. Đấy. Đấy, bây giờ thì hoàn toàn tự nhiên rồi, tự giữ dáng, không bị phá. Ok các bác, này mà có chậu đẹp và tiểu cảnh đẹp thì là ngon đấy, thành công. Cố gắng các bác nào cũng vậy nhá, cố gắng làm những cây mình đang có thật tốt mà, thế là thành công rồi. Còn có tiền mua thêm thì là càng vui.